Xin chào tất cả mọi người. Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu 3 bài đọc của Unité 3 của giáo trình Edito quyển 2. Cả 3 bài đọc này đều nói về các cái loại hình nhà ở, nơi ở, bởi vì chủ đề của Unité 3 đó là à la recherche d'un toit, đi tìm một cái nơi ở. Bài thứ nhất có đề tựa là La péniche attire les citadins. Tác giả là Nathalie Alonso, đã viết bài này ở trong tạp chí Express. Il y a comme un air de vacances chez Rodolphe et Catherine, installés dans leurs chaises longues sur leur grande terrasse qui domine le fleuve. Ils sont en train de regarder le bateau passer. Leur havre de paix, une péniche sur le Rhône, au cœur de la presqu'île de Lyon. Notre résidence principale ressemble à une résidence secondaire, sourit Rodolphe Rizé, un chef d'entreprise de 53 ans qui travaille à Paris et qui vit à Lyon. Il y a 11 ans, sa compagne a vendu son appartement pour acheter cette péniche de 39 mètres, un frissiné de 1949. Je voulais de l'ancien, être en centre-ville, avoir de l'espace, une terrasse, un stationnement devant chez moi et ne plus avoir de voisins, le tout pour pas trop cher. Bref, le truc impossible, raconte Catherine Larodé, avocate de 43 ans. Catherine a alors l'idée d'habiter sur une péniche. Prix d'achat 180 000 euros pour 180 mètres carrés de surface aménagée. Un rapport superficie-prix plutôt intéressant pour le centre-ville lyonnais. À ce tarif, Catherine s'est offert une vue sur un très beau bâtiment de la ville, l'Université Lyon 2, et un accès à la place Bellecour et à la gare de Perrache à moins de 15 minutes à pied. La péniche attire les citadins. Péniche được định nghĩa là một cái xà lan, là một cái loại tàu chạy trên sông để chở hàng hóa, có cái đáy ở dưới nó bằng để chở một số lượng hàng hóa, một cái khối lượng khá lớn, chẳng hạn như là cát, đá, có thể là chở chất lỏng như là nước, xăng dầu để chở hàng hóa. Cái péniche này nó quyến rũ, nó lôi cuốn những người dân thành thị. Citadin là người thành thị, habitant d'une ville. Động từ attirer có ý nghĩa thứ nhất là lôi kéo về phía mình. Ý nghĩa thứ hai là nghĩa bóng, tức là làm cho người ta mê hoặc, quyến rũ người ta. Tính từ là attirant, attirante. Il y a comme un air de vacances chez Rodolphe et Catherine. Ở nơi ở của bạn Rodolphe và cô Catherine thì chỗ đó dường như là một cái không khí của kỳ đi nghỉ hè. Installé dans leurs chaises longues sur leur grande terrasse qui domine le fleuve, ils sont en train de regarder le bateau passer. Hai người này ngồi an tọa trong một cái ghế dài ở trên một cái sân thượng rộng lớn, và cái sân thượng này nhìn trên cái dòng sông, và họ đang ngắm nhìn những con tàu đi qua đi lại trên sông. Installé là đặt một người, một vật nào vào một cái chỗ nào, cố định vào một cái chỗ. Như vậy chúng ta có thể là ngồi yên, ngồi an tọa. S'installer là đến một nơi ở. Ngồi yên, ngồi an tọa trong một cái ghế dài trên một cái terrasse. Terrasse là có một cái mặt bằng của một căn hộ, của một cái nhà, chúng ta tạm gọi là một cái sân hay một cái sân thượng cũng được. Domine, nghĩa thứ nhất là có quyền lực đối với, chế ngự một cái nước hay một cái dân tộc hay là một cái nhóm người nào. Domine, ngự trị, chế ngự, nhưng ở đây có nghĩa là vượt lên cao hơn, bởi vì ngồi trên cái terrace này thì nó cao hơn mặt nước, và ngồi đây thì nhìn xuống dòng sông ở bên dưới, và họ đang ngắm nhìn những con tàu đi qua đi lại. Le Havre de Paix. Havre nghĩa đầu tiên là một bến cảng, và bến cảng này có đặc điểm là được che chắn gió, như vậy bến cảng này rất là yên lình, yên lặng, không có bị gió bão. Havre de Paix có nghĩa là nơi trốn bình yên. Cái nơi bình yên của họ như thế nào? Une péniche sur le Rhône au cœur de la presqu'île de Lyon. Đó là một cái xà lan
đậu ở trên sông Rhône và ở ngay gần cái khu gọi là Presqu'île. Presqu'île là bán đảo của thành phố Lyon. Notre résidence principale ressemble à une résidence secondaire. Résidence principale là nơi ở chính, résidence secondaire là nơi ở phụ. Thường thường các người dân thành thị tìm một mua một cái nơi ở phụ ở miền đồng quê để có thể đi về nghỉ cho nó thoải mái. Nhưng ở đây của hai người này, Rodolphe và Catherine, cái penis, cái xà lan này chính là nơi ở chính, là residence principale. Nó rất giống với một cái residence secondaire, tức là một nơi phụ để đi nghỉ. Suri Rodolphe Rize, cái ông Rodolphe Rize là một chủ xí nghiệp 53 tuổi. Ông ta làm việc ở Paris, nhưng ông ta sống ở Lyon. Ông ta mỉm cười và nói như vậy. Ông ta nói là cái nơi mà chúng tôi ở chính thì thực sự là rất giống với một nơi ở phụ của người ta. Ressembler à, là giống với. Il y a 11 ans, cách đây 11 năm, sa compagne a vendu son appartement pour acheter cette péniche de 39 mètres, une Freycinet de 1949. Cách đây 11 năm, cô bạn gái của ông ta đã bán cái căn hộ của mình để mua cái xà lan này. Cái xà lan này dài 39 mét và nó thuộc cái loại Freycinet và có cái niên đại là 1949, tức là đã khá khá cũ, khá xưa. Cô ta nói như thế này, Catherine Larode nói thế này, lúc đó, je voulais l'imparfait, lúc đó tôi muốn một cái gì mà nó có tính chất cổ xưa. Và tôi muốn ở ngay trung tâm thành phố, tôi muốn có khoảng không gian, tôi muốn có một cái sân thượng, tôi muốn có một cái bãi đỗ xe ngay trước nhà tôi, và tôi muốn là không có hàng xóm nữa, ne plus avoir. Je voulais de l'ancien, être en centre-ville, avoir de l'espace, une terrasse, un stationnement devant chez moi, et ne plus avoir de voisins. Đây là tất cả những cái objet của động từ muốn. Muốn cái thứ nhất là một cái gì nó có tính chất cổ xưa, muốn thứ hai là sống ở trung tâm thành phố, cái điều mong muốn thứ ba là muốốn có một không gian thoáng đãng, và muốn có một cái terrace, một cái sân thượng, muốn có một cái chỗ đậu xe ở ngay trước cửa nhà mình, và muốn là không có những người hàng xóm nữa. Le tout pour pas trop cher, tất cả những gì đó, le tout là tất cả những điều tôi mong muốn trên này thì không được quá mắc. Bref, un truc impossible. Bref là tóm lại, đây là một cái gì không thể xảy ra được, bởi vì tất cả những cái điều kiện này rất là tốn tiền, mà lại cô ta lại không muốn quá mắc. Như vậy đây là một cái gì không thể có. Un truc là một cái gì mà người ta không muốn nói tên ra, hoặc là không biết tên, hoặc là biết tên mà không muốn nói ra. Như vậy đây là một cái thứ gì đó mà không thể nào mà tìm thấy ở trên đời được. Le truc impossible, raconte Catherine Larode. Cô Catherine Larode là một nữ luật sư 43 tuổi đã nói như vậy. Như vậy trên chúng ta thấy là Rodolphe và sống chung với Catherine, và gọi cái cô này là compagne, một người bạn gái thôi, bởi vì nếu là vợ mà có làm hôn thú thì đương nhiên Catherine Larode không còn mang Larode nữa, mà mang tên là Rize, mang họ của cái anh này, nhưng mà cô ta vẫn giữ họ của mình, tức là đây là hai người bạn trai bạn gái với nhau. Catherine a alors l'idée d'habiter sur une péniche, và thế là Catherine đã có ý tưởng cư ngụ ở trên một cái xà lan. Prix d'achat, giá mua là 180.000 euros pour 180 mètres de surface aménagée. Surface là diện tích, aménagée là được cải tạo lại. Bởi vì nguyên thủy cái péniche này dùng để chở hàng hóa, bây giờ muốn ở được thì phải aménager nó lại, phải chỉnh sửa, phải sửa chữa, phải cải tạo nó lại thì mới có thể ở được. Tại vì trước kia là dùng để chở hàng hóa. Cái diện tích mà được cải tạo lại là 180 mét vuông mà chỉ tốn 180.000 euro. Đó là cái giá mua. Chúng ta có giá mua là prix d'achat. Chúng ta có giá bán là le prix de vente. Nếu chúng ta sản xuất một cái sản phẩm gì thì gọi là prix de revient, giá thành. Giá thành rồi khi bán thì chúng ta phải có tính tiền lời, và người mua, người bán phải tính thêm cái phần trăm lời nữa. Đầu tiên là prix de revient, rồi tới prix de vente, rồi tới người mua là prix d'achat, và cái giá này là mắc nhất, rồi tới giá bán, rồi tới giá thành.
Un rapport superficie prix plutôt intéressant pour le centre-ville lyonnais. Lyonnais là tính từ của thành phố Lyon, centre-ville là trung tâm. Đây là một cái tỷ lệ giữa diện tích và giá cả rất là tốt. Thường thường người ta nói tới cái rapport. Rapport thường thường người ta nói là rapport qualité-prix. Qualité là chất lượng, prix là giá cả. Giá có thể cao nhưng mà chất lượng rất cao, như vậy cái rapport này là tốt. Nếu mà giá cao mà qualité thấp thì cái rapport này không tốt. Nếu mà qualité rất tốt mà prix thấp, như vậy là cái rapport này lại càng tốt hơn nữa. Như vậy khi mua một cái hàng hóa, người ta hay tính tới cái rapport qualité prix. Với cái giá đó thì được cái chất lượng này, mà nếu được chất lượng mà thỏa đáng thì người ta mua. Nếu chất lượng không xứng đáng với cái giá này thì người ta không mua. Đây là một cái rapport giữa superficie và prix. Với cái giá 180.000 euro mà được một cái nơi ở có diện tích là 180 m² thì cô ta cho rằng đây là một cái rapport, đây là một cái tỷ lệ rất là tốt, bởi vì nó nằm ngay ở trung tâm, pour le centre-ville lyonnais. À ce tarif, Catherine s'est offert une vue sur un très beau bâtiment de la ville, l'université Lyon 2. Với cái giá này, với cái giá 180.000 euro này, cô Catherine đã tự tặng cho mình, tức là đã có được. Và chúng ta để ý offer đây không có phù hợp với Catherine, bởi vì cet offer, S-E này, pronom réflexif này là COI, do đó ở đây không có phù hợp, không có thể để là offert. Cet offer, une vue. Une vue là một cái tầm nhìn. Ở Việt Nam chúng ta thường nói cái tầm nhìn đó, một cái cửa sổ, một cái tòa nhà nhìn xuống một cái chỗ nào đó, chúng ta gọi là một cái view. Ở trong tiếng Pháp là một cái vue. Vue xuất phát từ động từ voir. Với cái giá này thì chị Catherine có một cái tầm nhìn về một cái tòa nhà rất đẹp của thành phố, sur un très beau bâtiment de la ville, đó là l'université Lyon 2, đó là tòa viện đại học Lyon thứ hai. Et un accès à la place Bellecour et à la gare de Perrache à moins de 15 minutes à pied. Trong câu cuối này chúng ta thấy có bốn giới từ à. Un accès à la place Bellecour, thứ nhất. Et à la gare de Perrache, thứ hai. À moins de 15 minutes, thứ ba. À pied, thứ tư. Các giới từ này không có fonction giống nhau. Thứ nhất, un accès à la place Bellecour et à la gare de Perrache. Hai giới từ này có chung một fonction, bởi vì chữ accès là một danh từ xuất phát từ động từ accéder à. Accéder à là đi tới. Như vậy một cái lối đi tới. Đi tới thứ nhất là quảng trường Bellecour, và thứ hai nữa là đi tới nhà ga Perrache. Vậy hai cái chữ A này là chỉ một cái hướng đi tới, một cái destination. À moins de 15 minutes à pied. À moins de 15 minutes là cách các cái chỗ chị ta ở chỉ có 15 phút. 15 phút bằng cách đi bộ à pied. Như vậy chúng ta để ý bốn giới từ à này có fonction khác nhau. Penis được định nghĩa là một loại tàu có cái đáy bằng để có thể chở được rất nhiều hàng hóa với khối lượng lớn, chẳng hạn như cát đá hoặc chất lỏng như là nước hoặc là xăng dầu. Nhưng sau này penis được cải tạo dùng để chở người. Và đây là một cái penis đi trên sông, là một cái penis chở khách du lịch. Và chúng ta cũng thấy trên dòng sông Sen có những penis chở du khách đi thưởng ngoạn ở hai bên bờ của sông Sen. Bài đọc thứ hai ở trang 46 có đề tựa là Trouver un logement à Montréal en colocation, en résidence universitaire ou en solo, il est facile de se loger à Montréal pour un coût modéré. Les loyers sont moins chers qu'à Paris et aussi accessibles que dans une ville de province. Đi tìm được một nơi ở thành phố Montréal. Montréal là thành phố thủ phủ của tỉnh bang Quebec. Quebec là một tỉnh bang nằm ở phía đông của nước Canada. Quebec là một tỉnh bang lớn nhất của nước Canada, nằm ở phía đông, có diện tích là 1.500.000 cây số vuông, tức là lớn gấp 4 lần nước Việt Nam chúng ta, và thủ phủ của bang này là thành phố Montreal. Và có thủ đô là Montreal, chúng ta phát âm là Montreal. En colocation, colocation là cùng thuê với nhau, location là đã thuê, cô cùng thuê.
chúng ta có một số các cái từ khác cũng đi với tiền tố cô, chẳng hạn như là la cohabitation, sống chung. Chúng ta thường hay nói là sống chung với lũ, sống chung với cái con COVID, bây giờ phải sống chung với nó, sống chung cohabitation, hoặc là copropriétaire, những người mua căn hộ ở trong một cái tòa chung cư thì là đồng sở hữu cái tòa chung cư đó, không có một người nào giữ cái quyền sở hữu cả một cái tòa nhà. Chúng ta, tất cả mọi người đều là cùng sở hữu, cùng thuê nhà, cùng sống chung, cùng sở hữu. Cho dù là sống thuê chung với nhau, hoặc là cho dù là sống ở ký túc xá đại học Residence Université, hoặc là en solo, solo ở trong âm nhạc có nghĩa là độc tấu hoặc là đơn ca, ở solo ở đây có nghĩa là sống một mình, thì il est facile de se loger à Montréal, thì ở thành phố Montréal tìm một nơi ở rất là dễ dàng, il est facile de. Pour un coût modéré, với một cái giá không quá đáng, một cái giá phải chăng, tức là không quá mắc. Les loyers sont moins chers qu'à Paris et aussi accessibles que dans une ville de province. Giá thuê nhà ở thành phố Montréal thì rẻ hơn là ở thành phố Paris, và cũng có thể tiếp cận được như là ở trong một cái thành phố ở các cái tỉnh khác, các cái tỉnh bên ngoài Paris đó, thì cũng có thể mọi người có thể tới được. Thứ nhất, se loger en résidence universitaire. Résidence universitaire là ký túc xá đại học. Les universités du Québec proposent aux étudiants étrangers des places dans leur résidence universitaire. À l'université de Montréal, le tarif est de 270 € par mois pour un studio. Les chambres sont situées sur le campus à proximité immédiate de toutes les installations sportives. Sống ở trong ký túc xá đại học, các đại học của tỉnh bang Quebec thì đề xuất cho sinh viên nước ngoài những cái chỗ ở trong ký túc xá đại học của họ. Proposer quelque chose à quelqu'un, đưa ra cho ai một cái gì, đề xuất một điều gì với ai. Proposer quelque chose à quelqu'un, và danh từ là une proposition, một lời đề nghị, một lời đề xuất. Các đại học của tỉnh bang Quebec đề xuất cho các sinh viên nước ngoài những cái chỗ ở ở trong các ký túc xá đại học của họ. À l'Université de Montréal, le tarif est de 270 € par mois pour un studio. Ở đại học Montréal thì giá thuê một studio là căn hộ một phòng thì chỉ có 270 € một tháng. Les chambres sont situées sur le campus à proximité immédiate de toutes les installations sportives. Các phòng ở này thì tọa lạc ở trong ngay trong khu đại học và ở rất gần với tất cả các cơ sở để tập luyện thể thao. À proximité de là ở gần, immédiat là gần ngay, immédiat là ngay tức thì, tức là ở rất gần với tất cả các cơ sở thể thao. Trường hợp thứ hai, se loger en dehors du campus. Bây giờ người sinh viên không muốn ở trong ký túc xá đại học và muốn ở bên ngoài viện đại học. Une chambre en colocation dans un appartement en ville coûte le même prix qu'un studio sur le campus. Một phòng thuê chung với người khác đó, ở trong một căn hộ ở trong thành phố thì có giá tốn cũng giống như là một cái căn hộ một phòng ở trong viện đại học, trong khuôn viên của đại học. Nếu ở trong khuôn viên đại học thì với giá này, mà nếu không thích ở thì đi ra ngoài thì phải ở chung với những người khác. Il faut prévoir un budget un peu plus important si vous décidez de prendre votre propre studio. Mà trong trường hợp chúng ta muốn ở một mình, ở một mình ở trong cái studio của chính mình ấy, thì chúng ta phải dự kiến, phải dự trù một cái ngân sách quan trọng hơn, tức là nhiều hơn, tức là phải dự trù một khoản tiền nhiều hơn. Nếu các bạn muốn, động từ décider de faire quelque chose, décider de prendre votre propre studio. Ở trường hợp thứ ba, đi thuê một căn hộ, de meublé ou semi-meublé. Pour éviter d'acheter des meubles ou des appareils ménagers, louer un logement meublé ou semi-meublé. Để tránh phải mua những cái đồ đạc hoặc là tránh phải mua những cái máy móc ở trong nhà, thì các bạn hãy thuê một nơi ở có đầy đủ đồ đạc hoặc là có những cái máy móc cơ bản.
appareil ménager là những cái máy móc ở trong gia đình, gọi là máy móc gia dụng. Người ta có khi còn gọi là appareil électroménager, các máy móc ở trong gia đình mà dùng điện, chẳng hạn như là refrigerator, tủ lạnh, cuisinière là bếp, four là lò, lave-linge là máy giặt, lave-vaisselle là máy rửa bát. Để tránh phải mua những cái đồ đạc và những cái máy móc như thế này thì chúng ta nên thuê một căn hộ có đầy đủ các máy móc, meuble có đồ đạc và máy móc, un semi meuble, so sánh với một căn hộ đi thuê gọi là meuble có trang bị sẵn tất cả mọi thứ máy móc đồ đạc, thì semi meuble thì chỉ được trang bị những máy móc cơ bản. Thứ nhất là một cái bếp cuisinière, cái bếp gas hoặc là bếp điện. Thứ hai là một cái tủ lạnh refrigerator, trong khi các căn hộ meuble thì có thêm các cái máy khác, chẳng hạn là máy giặt, máy rửa bát, vân vân và vân vân. Trường hợp thứ ba, choisir un bon quartier, và chúng ta phải đi tìm một cái nơi ở tốt cho mình. Pour Sébastien, un étudiant français, pas de doute, le meilleur quartier est la Côte des Neiges. Sébastien là tên của một sinh viên người Pháp đi qua du học ở bên Canada, thì đối với anh ta không còn nghi ngờ gì nữa. Anh ta nói như thế này, cái khu ở tốt nhất đó là khu Côte des Neiges. Dans ce quartier proche de l'université, il y a beaucoup de cafés internet. Ở trong cái khu phố mà ngay sát viện đại học như thế này này, người ta vừa mới nói là khu phố Côte des Neiges, thì có rất nhiều quán cà phê internet. Cà phê internet là những khu được trang bị các cái máy nối kết với internet, và trong đó người ta có thể vừa coi internet và có thể vừa uống một cái thức uống, thường thường là cà phê. Ở Việt Nam chúng ta cũng có khá nhiều các quán internet, nhưng mà thuần túy chỉ để cho khách hàng vào để sử dụng internet, không có phục vụ nước uống, thành ra cũng không thể gọi là cà phê internet. Và khu phố này có những resto à bon prix, có những cái quán ăn, resto là viết tắt của restaurant, à bon prix là giá tốt. Les loyers sont plus abordables qu'au centre-ville, tiền thuê nhà ở cái khu phố này này, khu phố ở gọi là Côte des Neiges, thì có thể tiếp cận được dễ hơn là ở khu trung tâm thành phố. Abordable là có thể tới gần, tức là chúng ta có đủ khả năng để chúng ta thuê. Abordable có xuất phát từ danh từ bord, b-o-r-d, le bord là cái bờ, abordé là đi từ ngoài biển, đi từ ngoài cái bờ nước, mình cập bờ. Abordable là có thể cập bến, cập bờ, ở đây có nghĩa bóng là các tiền thuê nhà ở khu phố này thì dễ tiếp cận, dễ tới gần hơn là tiền thuê nhà ở khu trung tâm. Accessible en 15 minutes en métro. Và accessible là có thể mua được giá rẻ hoặc có thể đi tới, có hai nghĩa, bởi vì nó xuất phát từ động từ accéder, và ở những chỗ này thì có thể đi tới métro chỉ mất 15 phút. Chữ on này là thời gian cần thiết để làm một việc gì. Chúng ta có thể đi tới cái chỗ này chỉ mất 15 phút. Và sau cùng ở trang 48, bài thứ 3, Le Paris du Baron Haussmann. Lors d'un voyage à Londres, l'empereur Napoléon III observe avec jalousie la modernité de la capitale anglaise. À son retour, il décide de lancer un programme de transformation de la ville de Paris. Ce projet est confié au baron Eugène Haussmann. L'idée est d'embellir, d'arrondir et d'assainir Paris, au démolir d'anciens bâtiments pour percer des boulevards et des avenues. On crée des parcs, on construit des gares, des théâtres et des immeubles. La ville va complètement changer de visage entre 1852 et 1870. Le baron Haussmann définit des règles architecturales très précises pour les immeubles privés. Les façades doivent être en pierre. Il doit y avoir des balcons au deuxième et cinquième étage, etc. Le deuxième étage est l'étage noble des immeubles haussmanniens. Réservé aux familles les plus riches, il devait leur éviter d'avoir trop de marches à grimper. Rappelons que l'ascenseur ne date que de 1870. Bài này thực sự không có từ ngữ gì mới và khó đối với chúng ta, mà chúng ta để ý tới các động từ đi với giới từ rất nhiều ở trong bài này.
Le Paris du Baron Haussmann. Haussmann là tên của Baron. Baron là một chức tước quý tộc. Và ông Baron này sống rất gần nhà vua. Chúng ta có thể tạm gọi là Nam Tước. Thành phố Paris của Nam Tước Haussmann. Trong một chuyến đi du lịch ở Londres, Londres là thủ đô của nước Anh, L'Empereur Napoléon, Hoàng đế Napoléon thứ ba, đệ tam, nhận thấy cái sự tiến bộ văn minh của thủ đô của nước Anh với một sự ghen tuông, la jalousie. Ông ta thấy bên kia quá tốt đẹp, quá hay, quá đẹp, và ông ta cảm thấy ghen tuông. La modernité là danh từ của tính từ moderne, văn minh. À son retour, khi quay trở về, il décide de lancer un grand programme de transformation de la ville de Paris. Khi trở về nước, thì nhà vua đã quyết định đưa ra một chương trình rất lớn để cải tạo thành phố Paris. Décide de faire quelque chose. Ce projet est confié au baron Eugène Haussmann. Và dự án này đã được ký thác, đã gửi gắm cho Nam Tước Eugène Haussmann. L'idée est d'embellir, d'agrandir et d'assainir Paris. Ý tưởng của cái dự án này đó là làm đẹp thành phố Paris, mở rộng thành phố Paris và làm cho thành phố Paris trở nên sạch sẽ. Như vậy, l'idée này có tất cả ba yếu tố. Thứ nhất là embellir. Embellir là làm đẹp, và chúng ta thấy trong động từ này có tính từ beau và belle. Adjective féminin là belle, masculin là beau, beau, belle. Embellir, làm cho đẹp. Động từ agrandir, làm cho to lớn ra, tức là xuất phát từ tính từ grand. Assainir, làm cho nó trở nên sain. Sain và sen là tức là vệ sinh, sạch sẽ. Assainir. Như vậy chúng ta thấy là các động từ embellir, agrandir, assainir kết thúc bằng ir, ir, ir. Và ba động từ này là ba động từ nhóm 2. Đó là quy tắc. Quy tắc nói là các động từ tận cùng bằng ir mà bắt đầu xuất phát từ các tính từ thì chúng đều là nhóm 2. Embellir xuất phát từ động từ belle, tính từ belle thì là nhóm 2. Agrandir xuất phát từ tính từ grand và assainir xuất phát từ tính từ sain. Như vậy ba động từ này đều là nhóm 2. On démolit d'anciens bâtiments pour percer des boulevards et des avenues. Percer là khoan thủng, là làm cho nó thông suốt ra. Boulevard và avenue có cùng một nghĩa, nó có cách dùng hơi khác một chút, mà chúng ta ở đây tạm gọi là các đại lộ. Người ta phá hủy, demolir là phá hủy, động từ nhóm 2. Phá hủy một số những tòa nhà cũ. D'ancien bâtiment, không phải phá hết. D'ancien bâtiment, phá một số những tòa nhà cũ để khoan, tức là để khơi thông ra thành những boulevard và avenue. Người ta tạo ra những công viên, người ta xây dựng những nhà ga và những rạp hát, những tòa nhà mới. La ville va complètement changer de visage. Thành phố sẽ hoàn toàn thay đổi khuôn mặt, bộ mặt của mình trong khoảng từ 1852 tới 1870. La ville va complètement changer de visage. Động từ changer đi với giới từ de. Changer, đổi cái gì? Đổi khuôn mặt của mình, đổi cái diện mạo của mình. La ville va complètement changer de visage entre 1852 et 1870. Le baron Haussmann définit des règles architecturales très précises pour des immeubles privés. Des immeubles privés là những tòa nhà tư nhân. Nam Tước Haussmann đã quy định, đã xác định những quy tắc về kiến trúc rất là chính xác cho các tòa nhà tư nhân, tức là những cái nhà thầu muốn xây những cái tòa nhà này thì phải tuân theo những quy tắc về kiến trúc. Definir là xác định, là định nghĩa rất chính xác. Đó là hai chấm. Les façades doivent être en pierre. Các mặt tiền của các ngôi nhà này phải làm bằng đá. Dự án làm đẹp chỉnh trang lại thành phố Paris đã được nhà vua Napoleon đệ tam giao cho Nam Tước Haussmann, và Nam Tước Haussmann đã quy định là các cái mặt tiền của các tòa nhà phải làm bằng đá. Và bây giờ chúng ta thấy tất cả các tòa nhà ở trong vùng lõi của Paris đều có cái kiến trúc làm bằng đá như thế này. Il doit y avoir des balcons au deuxième et cinquième étage. Ở các tầng lầu thứ hai và thứ năm thì phải có những cái ban công, vân vân. Le deuxième étage est l'étage noble des immeubles haussmanniens.
Những cái tòa nhà mà do Osman định nghĩa quy định đó, thì ở tầng thứ hai được gọi là tầng của giới quý phái, réservé aux familles les plus riches, ils devaient leur éviter d'avoir trop de marche à ramper. Trước hết chúng ta coi động từ éviter. Éviter quelqu'un de faire quelque chose, tránh cho ai phải làm những cái chuyện gì. Ở đấy chúng ta thấy có hai preposition: éviter à quelqu'un de faire quelque chose. À quelqu'un là COI, như vậy là tránh cho họ. Đây là COI, tránh cho họ phải làm cái chuyện này, tránh cho họ là phải có quá nhiều cái bậc thang để mà phải leo lên. Tức là những người quý phái, những người giàu có thì ở tầng 2, ở tầng 2 thì phải làm sao? Tức là không có nhiều bậc thang phải đi lên như các cái tầng ở bên trên. Rappelons que l'ascenseur ne date que de 1870. Chúng ta hãy nhớ lại rằng, rappelons que, chúng ta hãy nhớ lại rằng thang máy thì chỉ có cái niên đại từ 1870, trước đó không có. Mà cái giai đoạn mà dự án của Osman là từ 1852 cho tới 1870, tới đây thì mới có thang máy. Thì trước đó thì Osman đã quy định là cái tầng thứ hai là tầng dành cho nhà giàu, bởi vì nhà giàu thì phải đi bộ ít hơn là các cái tầng ở bên trên. Date de có niên đại từ. Xin chào tất cả mọi người.